và dấu ấn sau chương trình Sing My Song, bài hát yêu thích, thì em cảm thấy như thế nào khi mà em trốn khán giả của mình quá lâu, mọi người đang chờ ngóng em và những cái khoảng nhạc của em trong khoảng 2 năm đó, thì em làm gì để mở đầu? Dạ, dạ. Tính từ thời điểm kết thúc Sing My Song đầu năm 2017 thì em có tập trung vào việc học. Do là thời điểm đó em còn đang học cấp 3 nên là cũng không thể nào là toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp âm nhạc được. Thì mới gần đây sau khi kết thúc việc học vì chương trình trung học phổ thông thì em đã quyết định là mình quay lại làm việc âm nhạc trở lại. Bởi vì đó mới đúng là em, và ca khúc Cái Duyên Tơ Hồng lần này cũng chính là ca khúc mà đầu tiên kể từ khi cuộc thi Sing My Song kết thúc. Và em hy vọng mọi người sẽ thích ca khúc này ạ. Và chắc chắn là mọi người đang rất là chờ đợi, đang rất là trong nóng những giai điệu của Cái Duyên Tơ Hồng sẽ như thế nào, và đặc biệt là cái nhân vật chính cũng như là sản phẩm chính ngày hôm nay, đó chính là một cái MV và sẽ được chiếu cho tất cả mọi người xem trong ít phút nữa ngay tại họp báo của chúng ta luôn. Nhưng mà anh được biết là với cái sản phẩm lần này của em, đúng là em nói là trong 2 năm vừa qua em vẫn tập trung cho việc học, nhưng mà anh biết là em dành 50% nội lực của mình tập trung cho việc học, nhưng mà 50% thời gian và nội lực còn lại để mà cố gắng thu âm rất là nhiều rồi tự phối khí cái ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng này. Và kính thưa quý vị và các bạn, đây có thể được xem là một trong những sản phẩm âm nhạc tại Việt Nam được đầu tư về thời gian và số lượt thu âm nhiều nhất đạt kỷ lục luôn, tại vì Quốc Bảo nghe được tới thời điểm hiện tại là 41 bản demo. Không biết là anh vô phòng thu anh tự thu, anh tự mix, anh tự phối như thế nào đó mà có 41 bản demo lần. Tại sao anh có thể chia sẻ về cái thông tin này không? Thật ra 41 người mua con số này không phải là do em quá khó tính đâu, mà là phải nói đến công sức của anh Quang Anh. Ngay từ dạ, xin cho một tràng pháo tay cho anh Quang Anh ạ. Đây là người đúng không? Vâng ạ. Và anh Quang Anh chính là người đã đi cùng em từ những ngày đầu tiên của dự án Kết Duyên Tơ Hồng cho đến bây giờ. Và phần audio được thực hiện kỹ càng như vậy cũng một phần là ý của anh Quang Anh. Và em cũng rất là nóng lòng, trong khi những anh chị nghệ sĩ khác họ liên tục ra bài, liên tục ra MV mà mình vẫn còn ở đây làm cái bài này. Nhưng mà nhiều lúc em cảm thấy như là điều đó rất là xứng đáng, và công sức của em bỏ ra không có hoài phí chút nào. Và em tin là cái việc mà em cố gắng và chăm chỉ như vậy sẽ có một ngày nào đó được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn anh vì đã luôn tin em. Xin được cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành và hỗ trợ Cao Bá Hưng rất là nhiều. Và với lần này quay trở lại với ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng, em có thể chia sẻ lại với tất cả mọi người là phong cách âm nhạc lần này đầu tiên là với hình ảnh rất là quen thuộc của Cao Bá Hưng rồi. Vậy thì với cái nội dung, với câu chuyện của Kết Duyên Tơ Hồng lần này, trong sản phẩm lần này thì em có thể chia sẻ đây là một câu chuyện như thế nào, và cái duyên cớ như thế nào em đã viết được ca khúc này không? Dạ, Kết Duyên Tơ Hồng là một ca khúc được em viết từ năm 2017. Đây là một ca khúc pop dance mang hơi hướng âm hưởng dân gian hay một chút bắc bộ. Thì cũng rất là tình cờ khi mà viết ca khúc này, chính xác là ngày mà em bắt đầu đặt bút viết nó là 21 tháng 5 năm 2017. Và em cảm thấy nó là một ca khúc có cái gì đó rất là mới. Và từ lúc mà có phần âm nhạc xong thì bài hát này được thực hiện bản phối trước rồi mới đến phần giai điệu và lời. Thì nó cũng là một cái công trình đầu, cái công đoạn đầu tiên khi mà em làm việc cái kiểu như vậy, và em rất là hy vọng ca khúc này sẽ được mọi người yêu mến. Ngoài ra thì Kết Duyên Tơ Hồng còn có một phiên bản nữa sẽ được ra mắt sau Kết Duyên Tơ Hồng lần này, đó là một phiên bản pop ballad, và em cũng hy vọng là các anh chị và các cô các chú sẽ đón nhận Kết Duyên Tơ Hồng pop ballad. Chúng tôi nghĩ khi mà lắng nghe chàng trai trẻ của chúng ta chia sẻ thì anh ấy ấp ủ cái dự án này, cái điều này rất là lâu rồi, và anh ấy chờ là học xong, hoàn thành xong những buổi học tập của mình và bung ra ngay một cái sản phẩm mà đang rất là chờ đợi. Và anh ấy dành rất là nhiều thời gian ở trong phòng thu để mà tự thu âm rồi tự sửa rồi làm rất là nhiều công đoạn để hy vọng rằng ngày hôm nay có một sản phẩm hoàn chỉnh để gửi tặng cho mọi người. Và cái MV cũng vậy, là một MV được đầu tư về tâm huyết, về ý tưởng,
và anh đã bay ra Ninh Bình để quay và có bay ở thành phố Hồ Chí Minh nữa à. Và ngay bây giờ thì chắc chắn là mọi người cũng đang rất là nóng lòng những người thân thương nhất của Cà Bá Hưng và đặc biệt là chính chàng trai của chúng ta đang rất là nóng lòng để xem cái sản phẩm của mình, cái đứa con của mình được chiếu trên màn ảnh rộng sẽ như thế nào. Và ngay bây giờ sẽ không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa, xin mời tất cả quý vị khách mời sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi những thước phim đầu tiên của MV Kết Duyên. Cái giai điệu vừa cất lên thôi thì mọi người nghe một cái là rất là Cà Bá Hưng phải không ạ? Và chắc chắn có những nhân vật ở đây chờ đợi rất là kỹ phần giai điệu, phần ca từ. Đó chính là một trong những người nhạc sĩ, một người thầy đã luôn luôn dành tình cảm cho em trong Sing My Song, bài hát hay nhất. Và ngay bây giờ chắc là anh sẽ di chuyển xuống phía dưới. Em xin được hỏi thăm một chút xíu cảm xúc của nhạc sĩ Đức Chí ạ. Anh ơi, ngày hôm nay thì em thấy như thế nào về sản phẩm lần này của chàng trai trẻ Cà Bá Hưng về phần giai điệu ạ? Em thấy là anh ngồi nghe và anh cười tủm tỉm hoài à. Một đồng cái tay dành cho nhạc sĩ Đức Chí trong ngày hôm nay được không ạ? Anh đi lên đó cho anh nói. Ok, xin chào các anh chị và các bạn. Thật ra là phải chúc mừng cho con, bởi vì là hơn ai hết, là người bị hỏi nhiều nhất là sau cái cuộc thi đó Cà Bá Hưng làm cái gì trong suốt bao nhiêu năm trời. Thì chúng phải luôn luôn nói với mọi người rằng là không sao cả, tại vì em bé mới có mười mấy tuổi các bạn ạ. Bạn vẫn chưa, bạn Hưng cũng rất là còn trẻ, cho nên là cái việc mà người ta mong đợi ở Hưng thì nó quá lớn so với cái tuổi của bạn ấy. Và hãy để cho bạn ấy được thoải mái sáng tạo, bởi vì chúng tôi những người làm trong đợt đó vẫn có một cái niềm tin Hưng, và nó đã được trả lời ngày hôm nay, đó là tình yêu đối với âm nhạc cổ truyền, âm nhạc dân tộc. Tự dưng thì chú lại nhớ đến một cái câu của Giê-xu Kitô đã từng nói, đó là những người lớn dư lứa của mẹ, của các cô, các mẹ cháu, các chú, các bác mà nói về âm nhạc dân tộc có thể người ta không nghe, bởi vì là những người già chơi nhạc dân tộc là đúng rồi, nhưng mà các bạn trẻ đem âm nhạc Việt Nam, nhạc truyền thống Việt Nam đến với các bạn trẻ thì dễ hơn rất là nhiều. Và điều đó đó chính là cái hãnh diện của gia đình và tất cả những người mà bên cạnh cháu đã nhìn thấy ở tương lai của cháu, tức là nhìn cái mẫu cổ đó. Và chắc chắn là chúng ta đã nhìn thấy được cái nét đẹp trong cái giai điệu của Hưng rồi. Và Thanh ngồi bên cạnh tôi vẫn nói rằng là nó vô cùng trong sáng, đúng như cái tuổi của Hưng. Thành ra là cứ giữ cái niềm trong sáng đó. Và đây là một bài rất là hay, và cảnh quay cũng rất là đẹp và rất là trong sáng. Đừng có lo, cái gì mình làm lần đầu tiên mình cũng rung hết đó. Hải Bắc có lấy loại lần đầu tiên chứ rung lắm. Thì, sao anh có thể so sánh cái việc lấy vợ lần đầu tiên? Từ nó sẽ quen nha, nha, nha. Rồi cứ làm, cứ biết nhiều thêm, anh nói thêm nữa, sao nó bậy. Nhưng mà anh ơi, ví dụ nha, ví dụ mà có một cái lời khuyên dành cho đoàn trò của mình để trong cái sản phẩm lần này, nếu mà anh xem anh có cảm thấy hơi tiếc cái đoạn nào không, nếu mà khuyên để mà trau chuốt hơn thì em sẽ có ý kiến nào cho sản phẩm này ạ? Hưng chắc chắn là rất là muốn nghe. Cái này hỏi thì Hưng mới nói. Dạ. Bất cứ cái người nào làm nghề của bọn tôi thì bao giờ viết xong thì cũng thấy cái bài đó, muốn quay trở lại, tiếp trở lại, sửa nó mà muốn làm trở lại. Đó là tại sao cái chuyện 41 hết bình thường, rất là bình thường. Tôi luôn luôn cứ bỏ đi mà làm lại, và thậm chí là bỏ sọt rác rất là nhiều. Và cái vụ bỏ sọt rác này là rất là rầm, đúng không ạ? Cho nên là cứ phải tiếp tục viết, cứ phải tiếp tục làm. Và cho đến ngày nào đó mình sẽ thấy được rất rõ rằng cái con đường của mình, cái sản phẩm của mình là như thế nào. Và không bao giờ được ngừng, không bao giờ được ngừng làm, lúc nào tiếp tục lao động. Dạ, rồi, và một lần nữa xin cảm ơn chương trình Việt Nam Sing Got Talent. Thì ngay từ lúc đó thì các bạn đã truyền cho tôi một cái cảm hứng rất là dữ dội. Có điều là thường thường người già ta mới truyền cảm hứng với người trẻ. Thế thì các bạn trẻ đã truyền cảm hứng ngược lại cho tôi. Cho nên tôi còn nhớ trong cái cuộc thi đó thì tôi là người bấm cái nút vàng để cho các cháu được vào chung kết. Nhưng mà tôi nghĩ là vào cái thời điểm đó, mặc dù các cháu không phải là những người đoạt cái giải cao nhất, nhưng mà cái việc mà cái nhóm hát các bạn trẻ chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà đã vào chung kết thì đó, đối với tôi đó là một cái cuộc cách mạng rồi. Đã làm cho cả một cái khán phòng,
cả ngàn người mà vỗ tay tán thưởng cái phần trình diễn nhạc của dân tộc mà là rất là mới, với một cái tiết tấu rất là mới, thì tôi nghĩ đó là một cái bạn lớn. Mà bây giờ năm nay hơn bao nhiêu rồi? 21. Với tốt nghiệp cái lúc mà mình thi thì hơn 17 hả? Thì như vậy là quá trễ rồi. Bây giờ được xem lại cái này thì mới thấy là có một cái sự tiến bộ. Bản thân tôi thì không phải là cái người quá giỏi gì về âm nhạc, nhưng mà với tư cách của một cái người thích âm nhạc thôi, một khán giả bình thường dốt nhạc, nhưng mà cái điều đầu tiên là mình thấy nó truyền cho mình một cái cảm hứng, đặc biệt trong cái MV này hơn. Mặc dù màu sắc cái này nó không có chuẩn, nhưng mà riêng tôi thì tôi thích cái phần nền nó có đổi màu liên tục á, nó làm tôi nghĩ tới mấy cái tờ giấy mà người ta gói bánh in, một trong những cái món ăn dân tộc mà đặc biệt là ở miền Bắc rất là phổ biến là mấy cái tờ giấy nhiều màu, được không, dùng phẩm màu để người ta gói bánh in này kể trong cái ngày cưới ngày hỏi gì đó, đúng không? Đúng rồi, hoặc là giấy gió cũng có nữa đó. Thì cái hình ảnh nó làm cho riêng tôi cảm thấy rất là thích. Về phần âm nhạc thì bây giờ mà có mix lại một lần nữa tức là 4-2-4-3 chú nghĩ chắc cũng được, bởi vì học ai hài lòng thì mình bao giờ, như hồi nãy anh Đức Trí Anh có nói, nhưng mà rõ ràng cái phần phối nhạc cái này là cho phối luôn á, thì rõ ràng là cái phần phối lần này nó cũng truyền cho tôi một cái cảm hứng. Lại một lần nữa tôi cũng cảm thấy là những người trẻ mà làm nhạc hiện đại nhưng mà lại có mang hơi hướng dân tộc một chút thì tôi luôn luôn có dành thiện cảm cho nó. Xin lỗi hơn chút xíu nè, thật chứ hơi nó lạc đề một chút là bởi vì như vậy nè, một trong những cái ca sĩ trai trẻ bây giờ tôi lại đặc biệt tôi thích cô Bích Phương là bởi vì ở trong cái tất cả những cái bài hát của cổ nó hay có cái làn điệu của dân ca miền Bắc ở trong đó lắm. Thành ra cái đó là cái điều mà tôi cảm thấy là những cái người trẻ mà luôn luôn bao giờ cũng có một cái khuynh hướng để hướng cho công chúng một cái cách hướng thẩm mỹ cho công chúng quay trở lại với cái yêu cái giai điệu dân tộc của mình này. Mà đọc trên cái nền nhạc mới, cái bài phối của cháu thì rất là mới, rất là hiện đại và nó làm mình sốt, cho nên tôi cảm thấy rất là thích và chúc cho Hương Nga cái tiếp tục đi vào cái con đường này. Tại vì nếu mà làm nhạc hiện đại là nhiều người ta làm lắm rồi, bây giờ mình mà làm thì mình mới là của hiếm. Dạ đúng là như vậy đó. Hồi xưa đó, hồi năm 2010 thì tôi có được dịp được đi qua Nhật cùng với anh Đức Trí luôn nè. Đó, thì ở bên đó nó đang có một cái phong trào là thanh niên bắt đầu quay trở lại đọc truyện của Nhật, xem phim Nhật, hát nhạc Nhật vậy đó. Cái tự nhiên họ quay trở lại vậy đó. Khi mà cái đó chúng tôi có hỏi một cái ông này là ông tham tán về văn hóa, thì ông này ông nói là tôi mới nói là các ông có đủ tiền nhiều và cái chuyện mà khôi phục lại những văn hóa của Nhật Bản hay không, thì ông nói là không, tôi không tốn đồng nào hết trơn á, mà tôi cứ để cho tất cả mọi thứ nó dập và được dập một cách rất là tự nhiên. Một khoảng thời gian thanh niên Nhật rất thích xem phim Mỹ, hát nhạc Mỹ, đọc truyện Mỹ, cái gì Mỹ hết, để tới một lúc nào đó nó đúng một cái giờ thiên giờ lành nào đó, nó giống như là phong thủy vậy đó, cái tự nhiên cái người ta chán, cái thế chán cái người ta quen, toàn bộ thanh niên quay ngược trở lại những cái giá trị Nhật Bản của họ. Thì tôi nghĩ là nhưng mà để làm được cái điều đó phải có những cái con người như hơn bây giờ, phải có những cái người trẻ như hơn, thế âm thầm tận tụy cái làm thì cái đó nó có truyền cảm hứng đến khán giả trẻ được. Thì nếu như những người như hơn không làm thì làm bây giờ, mà đâu phải chỉ có trẻ nhiệt huyết không đâu, nó còn có trình độ nữa. Cho nên cái chuyện mà Hương tập trung dành một khoảng thời gian để tiếp tục học tập nhiều bằng khác để mình có cái trình độ, là vì làm phải có cái trình độ nhất định thì cái sự thuyết phục của mình nó mới truyền đến cảm hứng. Cảm ơn. Xin mời không mời để chia sẻ ở bên cạnh của Thành Lộc và xin mời anh. Dạ, xin lỗi quý vị, nãy bí quá quên có chuyện góp ý. Tại vì cái ưu điểm của Hương là Hương phối âm phối khí nó rất là mới, nó rất là hiện đại, cho nên nếu như cái phần hình ảnh á, thì trong những cái phần mà Hương mặc cái trang phục mà đời thường á, thì nên có những cái động tác múa nó đương đại hơn á. Đó là Hương định nhún nhảy nhiều hơn nữa. Đó là cái phần nào mà mặc trang phục cổ thì nó rất là cổ, nhưng mà một cái qua hình ảnh khác là một cái chàng thanh niên hiện đại thì có nó cái, tại vì chú thấy trong cái tiết tấu này nè, nó dễ cho người ta nhảy múa lắm. Nên trong cái xử lý tiết tấu thì nếu như nó có những cái đoạn hình ảnh mà Hương cũng nhảy múa lắc lư nó rất là hiện đại thì người ta sẽ thấy là cái sự mà truyền cảm hứng của Hương
đến với các bạn trẻ để các bạn đi theo cái dòng nhạc này một cách rất là hiện đại thì nó sẽ càng thuyết phục nhiều hơn. Con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Con sẽ ghi nhớ điều này. Mặc đồ hiện đại là phải nhảy thiết tấu chút xíu. Nha, mang hơi hướng hiện đại cũng như là phổ trang trong cái tiết mục lần này. Còn đối với cái câu chuyện vừa rồi mà Lê Trường Hiếu vừa chia sẻ, anh hỏi thiệt nha, bán bao nhiêu thứ để mà thực hiện MV lần này? Dạ, em xin chia sẻ thật là em cũng bán rất là nhiều và hiện tại em chỉ còn xe máy, máy tính để làm việc và quần áo để mặc. Đó là tất cả những gì em còn lại bây giờ. Nghe thấy thương quý vị. Trời ơi, bán tất cả những gì có thể bán. Xin thưa quý vị và các bạn, đó chính là tâm huyết của một chàng trai mới lớn. Bạn nghĩ là với cái lứa tuổi như vậy không phải ai cũng nghĩ được như vậy đâu ạ. Khi mà mê thì chắc chắn là những cái bạn mà mới lớn như vậy thì rất là thích phải có đồ công nghệ nè, mình chơi nè, rồi mình thực hiện cái công việc cũng như là phục vụ công việc của mình. Khi mà hy sinh cái điều đó là thể hiện được quyết tâm của mình rất là nhiều. Và hy vọng rằng sau cái sản phẩm BMW lần này sẽ có nhiều nhà đầu tư và nhiều nhà tài trợ sẽ theo dõi, ví dụ như là tổng công ty bánh in chẳng hạn. Giống như là gợi ý của anh Thành Lộc rất là phù hợp với hình ảnh của Cao Bá Hưng. Dạ. Và đúng là trước đây công việc và chuyên môn chính của em là họa phối khí. Thậm chí có một thời gian là em họa phối khí cho những ca sĩ khác chứ không phải là những sản phẩm của mình. Thì sau này em có một cái nhìn thoáng hơn, đó là em không còn quan trọng cái công việc của mình và cái vai trò của mình trong một cái sản phẩm âm nhạc nữa. Bất kể là ca khúc đó do em viết, hay là ca khúc đó do em phối, hay là do em hát, hay là em mix, nó không còn quan trọng nếu như đó là một ca khúc, đó là một sản phẩm tồi. Và em sẽ làm tất cả những gì mình có thể để làm sản phẩm đó tốt nhất có thể. Thì lúc đó là việc em là nhạc sĩ, hay em là ca sĩ, hay em là nhà sản xuất không còn quan trọng. Vì lúc đó, vì những điều đó sẽ không còn quan trọng khi mà khán giả không cảm thấy bài hát đó thích thú nữa. Cho nên là bây giờ phương châm của em đó là chất lượng đầu tiên, còn vai trò của em không còn quan trọng nữa. Còn câu hỏi thứ hai em xin phép được trả lời, cái dòng nhạc dân tộc truyền thống không còn là, em tạm gọi là không còn độc quyền đi, thì đối với em đó là một tín hiệu rất 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 là đáng mừng và đó là điều mà em luôn mong chờ. Có thể là như chị Tám vừa nãy nói, sau Sigma Song có rất là nhiều các nhạc sĩ khác viết nhạc theo hơi hướng này hay là tương đồng như vậy, thì em thấy đó là một cái rất là hay và em ủng hộ những việc đó. Và không có sự cạnh tranh ở đây đâu ạ. Em nghĩ là tất cả mọi người khi mà hướng đến cái cội nguồn giá trị truyền thống thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng, và thế hệ nghe nhạc tiếp theo sẽ là thế hệ sẽ hướng về cội nguồn của mình. Còn theo như em có để ý theo dõi gần đây thì khắp mọi nơi luôn thấy Hàn Quốc và Mỹ, thì thị trường âm nhạc Việt Nam hiện giờ có những ca khúc như chú Lộc vừa nói, chị Phương hay anh Bùi Công Nam, hay là những lứa học trò tiếp theo của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đó là một tín hiệu rất là đáng mừng và em sẽ luôn ủng hộ những nhạc sĩ đó. Còn câu hỏi tiếp theo em xin được phép trả lời, đó là liệu có liều lĩnh quá không khi mà em bán đồ để làm music video lần này? Thì em xin trả lời là có liều lĩnh và em biết điều đó luôn. Nhưng mà nếu như mà em ngại thử thách để mà làm một phương án an toàn hơn thì bản thân em lại không có sướng trước đã. Cái em đang làm không phải là giải trí không, mà kết duyên tơ hồng hay âm, cái em nói chung đó là em đang làm âm nhạc, và âm nhạc đầu tiên và chất lượng đầu tiên. Nếu như mà em tiết kiệm một chút để đi những hướng đi an toàn thì bản thân em không có thỏa mãn được cái điều đó. Và khi mà làm nghề đối với em đó là được cống hiến hết mình. Còn khán giả có cảm thấy là các khúc này có hot hay không, hay là được view có cao hay không, thì thật sự là em cũng không có biết được. Thậm chí là tối nay ra MV em cũng không thể nào đoán trước được số view trong 24 giờ đầu luôn. Nó rất là mơ hồ. Nhưng mà đối với em là chỉ cần tán, hay là ngay sau buổi họp báo này phát hành được music video này, đó là em đã thành công rồi, chứ không phải là mấy trăm triệu view hay lượt view cao ngất ngưỡng, đó mới là thành công. Vì chỉ cần được làm âm nhạc và kiếm tiền bằng cái nghề mà em ao ước và em được sống với nó, đó là em đã thành công rồi.